Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm cốm vi sinh Bioprobiotic được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Liên Phong. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về cốm vi sinh Bioprobiotic cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của cốm vi sinh Bioprobiotic Cân si lạc tất 100mg Chiết xuất men bia 100mg Lờ đến lysin 20mg Tham ôm odun -in 10mg Tàu rin 5mg Kem 5mg Vitamin phương pháp 2mg, vitamin B1 0,5mg, vitamin B2 0,5mg, vitamin B6 0,5mg, acid folic 75mcg, vitamin D3 100ui, lactobacillus acidophilus 18 sifu, enterococcus fecalis 18 sifu, dạng bảo chế dạng cốm. Rối loạn tiêu hóa là gì? Rối loạn tiêu hóa là những thay đổi xảy ra khác với tình trạng bình thường ở đường tiêu hóa, ống tiêu hóa, từ miệng đến ống hậu môn. Công dụng và chỉ định của cốm vi sinh bioprobiotic. Công dụng. Bổ sung vi khuẩn có ích, ức chế vi khuẩn có hại, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Giúp giảm rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột. Chỉ định dành cho người lớn và trẻ em rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn ruột, đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống. Sử dụng kháng sinh kéo dài. Trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, còi xương, kém hấp thụ. Cách dùng và liều dùng của cốm vi sinh Bio Probiotic. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ em. Trẻ bị tiêu chảy, phân sống loạn khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh dài ngày. Trẻ bị táo bón, 3 đến 4 gói một ngày cách 3 đến 4 tiếng dùng một gói. Trẻ bị suy dinh dưỡng, biếng ăn, chậm lớn, hai gói một ngày trong vòng 30 phút sau bữa ăn. Người lớn, uống 4 đến 6 gói một ngày. Chống chỉ định của cốm vi sinh bioprobiotic. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng cốm vi sinh bioprobiotic. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm cốm vi sinh bioprobiotic, đồng thời biết cách sử dụng cốm vi sinh bioprobiotic sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham